Bác để kéo lên thôi. Chưa. Vèm phát xả quý vị các bạn, thì phải đang làm vèm 6 nhôm. Rồi kéo đi em. Xoay ná đi. Mở ná ra. Ok. Thả nó đi em. Căn phòng nguyên 6 nhôm không, cực kỳ đẹp quý vị các bạn. 7 bộ 6 nhôm trong phòng. Xoay khít nén nó đi không? Có khít nén không? Rồi bên này nhá. Cái 6 nhôm này thì nó có tác dụng là che nắng 100% quý vị các bạn nhá. Xoay nhật là lấy ánh sáng cực kỳ dễ dàng. Hơi khó quay. Thì chúng ta kéo là không ai có thể nhìn thấy trong phòng của chúng ta. Đây là một cái phòng ngủ. Vì các bạn nhu cầu đặt hàng liên hệ số hotline 0908 202 799. Mà Thịnh Phát làm ở đây là rơi vào là bên này là 7 bộ, bên này là 5 bộ, 12 bộ 6 nhôm.